Xin chào, chào cả nhà đã quay trở lại với chuỗi bài tập đánh bay mở bụng dưới cùng cô Dung. Đặc biệt là bài cuối cùng quyết định có đánh bay được vùng bụng mở dưới hay không. Các bạn cố gắng tập với cô Dung cho đến phút cuối cùng nha. Bây giờ cô Dung mời các bạn cùng nằm lật ngửa trở ra đi nào. Hai chân khép sát, hai tay xuôi theo thân. Thở hết hơi ra. Các bạn nhớ siết cơ bụng lại và nhấn thắt lưng xuống dưới sàn. Không để võng thắt lưng lên, tập sai sẽ dễ bị đau thắt lưng các bạn nha. Hít sâu vào, siết cơ bụng, thở ra, nâng chân lên 15 độ. Gồng chắc cơ bụng vào, chắc cứng thêm nữa đi nào. Tiếp tục lên 30 độ, các bạn giữ mỗi một vị trí là 30 giây. Cứ tiếp tục như vậy, các bạn tiếp tục nào, lên 45 độ. Lúc này mắt nhìn chân để thu cầm về hõm ngực. Tiếp tục nào, 60 độ giữ, hít thở. Gồng chắc, lúc này các bạn cảm nhận sâu. Cơ bụng của chúng ta làm việc hết công suất nào. Nhấn thắt lưng xuống và không để võng thắt lưng lên. Tiếp tục 90 độ giữ, hít thở sâu vào ở đây. Và cũng như vậy các bạn sẽ giữ lại ở đây 30 giây là tối thiểu. Tiếp tục trở về 60 và giữ lại 30 giây. Tiếp tục 45 và giữ 30 giây. Tiếp tục 30 độ và giữ 30 giây. Tiếp tục nào, 15 độ và giữ 30 giây. Và từ từ hạ xuống. Thả lỏng ra. Chúng ta cảm thấy vùng bụng của chúng ta nóng lên, săn chắc hơn. Bây giờ tiếp theo, hai tay vươn lên khỏi đầu, hít sâu vào. Duỗi mũi chân thẳng ra. Thở ra, nâng chân phải lên và hai tay ôm chân kéo căng, chạm vào mũi, hạ đầu xuống. Tiếp tục và cứ như thế đổi bên. Thở ra và hạ xuống. Mỗi bên chúng ta lặp lại 8 lần các bạn nhé. Và tiếp theo động tác cuối cùng. Hai tay đan sau gáy. Hít sâu vào. Nâng đầu và chân lên, siết cơ bụng lại, thở ra đi nào. Các bạn giữ ở đây tối thiểu là 30 giây. Rồi chúng ta sẽ gập chéo lại với nhau nè. Đó, đổi phải trái liên tục như thế 30 giây. Đó. Rồi, hạ đầu xuống. Từ từ siết cơ bụng lại và hạ chân xuống đi nào. Các bạn tập đều đặn 3 hiệp mỗi ngày các bạn nha. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ bấm nút theo dõi cô Dung nha để nhận những bài tập mới nhất từ cô Dung. Bye bye.